Mày đưa điện thoại đấy. Cháu đang xem phim. Mà lên tại trạm gì? Cấm mày không được chơi điện thoại một tuần. May mà mình có chuẩn bị trước. Giờ xem tiếp thôi. Kinh cũng biết xài Viewbooker cơ đấy. Chuyện vừa không lo bị làm phiền về quảng cáo, lại cả chức năng vô app và tắt màn hình vẫn nghe được nhạc, mà lại còn free trên CH Play và App Store cơ mà. Ủa? Gì vậy? Hơi non.